Phòng của sếp á, bừa bộn quá à. Không có em á, là không xong đâu. Ủa, chị Nguyệt Đường. Vậy mà em cứ tưởng là sếp tưởng. Vì không phải là sếp tưởng, cho nên em đâu có được niềm nở đúng không? Dạ, em đã chuẩn bị hồ sơ cho sếp để đi họp với đối tác. Ủa, em dọn qua phòng này làm việc luôn rồi đó hả? Dạ không, em qua đây là để chuẩn bị tài liệu cho sếp thôi. Em tới đây làm gì? Đào, em chuẩn bị xong hồ sơ cho anh chưa? Dạ, em mang về sắp xếp nữa là xong. Em đi với anh. Dạ, em chào chị. Anh thật là quá đáng. Tôi không ngờ luôn đó. Anh lấy cớ này cớ nọ để lén phén chứ gì. Em nói cái gì mà vô lý quá vậy?